Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 9. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thông tin về phiên tòa xét xử bà Phương Hằng và các đồng phạm diễn ra từ ngày 21 tháng 9. Công an Hà Nội công bố nguyên nhân cháy chung cư mini làm 56 người chết. Xử phạt nhiều phụ huynh vì giao xe máy cho người chưa đủ tuổi cầm lái. Tạm giam người phụ nữ bắt bé gái ăn thằng lằn sống, cá sống ở Cà Mau. Điều tra vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn ở bến xe khách Cà Mau. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc bị an ninh áp giải khỏi phòng họp. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 20 tháng 9. Chiều tối 19 tháng 9, trận dông lốc mưa to làm nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng. Video do người dân quay lại cho thấy dông lốc làm nhiều người đi đường bị quật ngã, cây cối gãy đổ. Tại quận 5, mái tôn của chung cư Đỗ Văn Sửu tốc mái bay xuống đè lên mái nhà. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 5 đã điều động lực lượng đến xử lý hiện trường. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 20 tháng 9, một số nhân công cùng máy móc vẫn đang tháo dỡ các trụ sắt quanh một sân gôn ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh bị gió mạnh quật ngã vào chiều ngày 19 tháng 9. Một số người dân cho biết, chiều 19 tháng 9, gió mạnh đã quật ngã và làm nghiêng khoảng 10 trụ sắt dùng để rào lưới quanh sân gôn. Mỗi trụ cao khoảng 20m. May mắn sự cố trên không có ai bị thương. Ông Lê Công Sơn, trưởng phòng kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, cơn dông lốc chiều ngày 19 tháng 9 khiến khoảng 82 cây xanh trên địa bàn công ty quản lý bị nghiêng và ngã đổ. Các cây bị sự cố đa số là cây nhỏ mới trồng. Hiện công ty đang giải tỏa các cây ngã gây cản trở giao thông và trồng thay thế. Đối với các cây nghiêng thì được chằng chống trở lại. Ngoài ra còn một số cây xanh trên địa bàn các công ty khác quản lý cũng bị sự cố. Dự kiến ngày mai 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Vụ án do thẩm phán Bùi Đức Nam làm chủ tọa với hàng chục luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng khác. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 20 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Văn Hoàng, 53 tuổi, về tội giết người. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng tù chung thân về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo Hoàng bồi thường 120 triệu đồng về các khoản chi phí điều trị, mai táng, tiền tổn thất tinh thần. Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 3, 2023, giữa ông Hoàng và bà Trần Ngọc Phượng, 68 tuổi, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, xảy ra mâu thuẫn cự cãi, dẫn đến đánh nhau về việc trước đây bà Phượng nuôi vịt có mùi hôi, ảnh hưởng đến gia đình ông Hoàng. Bất ngờ ông Hoàng và bà Phượng mỗi người cầm một cây gỗ xông vào đánh nhau. Ông Hoàng cầm cây gỗ đánh nhiều phát vào đầu và vai của bà Phượng tại đoạn đường nông thôn thuộc xã Tân Hương, huyện Châu Thành, khiến bà Phượng ngã gục xuống đường. Mặc dù bà Phượng đã gục tại chỗ, nhưng ông Hoàng vẫn dùng cây gỗ đánh liên tiếp khoảng 21 lần vào đầu nạn nhân. Vụ việc chỉ dừng lại khi có người đến can ngăn. Sau đó bà Phượng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng nên bà Phượng tử vong vào khoảng 2 giờ ngày 28 tháng 3. Theo kết quả giám định pháp y, nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Phượng là do chấn thương sọ não, xuất huyết ngoài màng cứng, xuất huyết thân não, vỡ vòng sọ. Trưa ngày 20 tháng 9, xác nhận với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị này đã tìm thấy thi thể cháu bé nghi bị bắt cóc. Hiện trường, công an phát hiện thi thể cháu bé tại một rãnh nước ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Công an tỉnh này cũng cho biết đang phối hợp Công an Hà Nội điều tra vụ việc. Cùng ngày, Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu bé để phục vụ điều tra. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an Hà Nội cũng xác nhận cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh thông tin một trẻ em bị bắt cóc. Trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, clip và nhiều thông tin liên quan vụ bắt cóc trẻ em tại khu đô thị cao cấp nằm giáp ranh giữa huyện Gia Lâm, Hà Nội và huyện Văn Giang, Hưng Yên.
Vụ việc xảy ra vào tối 19 tháng 9, cháu bé nghi bị bắt cóc khoảng 2 tuổi. Ngay sau đó, sự việc được báo với công an và chính quyền địa phương. Ngày 20 tháng 9, đoàn liên ngành quận 3 thành phố Hồ Chí Minh do Đại tá Lại Phước Xuân, trưởng công an quận 3 làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá chung cư Nguyễn Thiện Thuật tồn tại nhiều bất cập liên quan công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo ghi nhận, hành lang chung cư còn tình trạng người dân lấn chiếm, bày đồ đạc, vật dụng như bàn ghế, chậu cây, xe đạp hạn chế lối đi, không đảm bảo lối thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy nổ. Ngoài ra, bó cáp viễn thông, dây điện giăng chằng chịt bên ngoài hành lang, nằm kế bên các cục nóng máy lạnh, tiềm ẩn nguy cơ chập điện. Khu vực cầu thang, nhiều hộ dân tận dụng bày bếp núc nấu nướng, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn. Bên cạnh đó, đoàn ghi nhận đa số các hộ dân xây lắp lưới B40, khung sắt thành chuồng cọp, bích bùng phía sau nhà. Một số trường hợp còn cơi nới thêm lồng sắt nhô ra phía sau tận dụng diện tích. Đoàn ghi nhận một số hộ dân may vải quần áo, sản xuất lồng đèn trong căn hộ mà không trang bị bình chữa cháy mini. Đặc biệt tại căn hộ 231 lô A, người dân còn thu gom ve chai về chất đầy nhà, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Bên cạnh đó, lối thoát nạn dưới tầng trệt cũng bị chiếm dụng, dựng tôn lên làm nhà tạm, cản trở lối thoát nạn xây dựng từ năm 1968, không có ban quản trị, ban quản lý mà địa phương trực tiếp quản lý. Chung cư có 11 lốc với hơn 1.400 căn hộ. Chủ yếu người dân tại đây là người dân lao động, thu nhập thấp và sinh sống lâu đời. Ngày 20 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội đã có thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết ở quận Thanh Xuân. Thông báo này đồng thời cũng được gửi đến chủ các căn hộ sống tại chung cư mini này. Sau 7 ngày xảy ra vụ thảm họa cháy kinh hoàng, đến ngày 19 tháng 9, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã có bản kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy. Theo kết luận giám định, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía nam, cách tường phía đông khoảng 2,3 m, thuộc tầng 1 bên trong khu chung cư mini. Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng loại xe tay ga đặt giáp tường phía nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn. Theo thông báo từ cơ quan điều tra, cũng theo kết luận giám định, lửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh, dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 56 người chết. Trong 4 bình chữa cháy gửi giám định có 3 bình chưa được sử dụng, 1 bình đã được sử dụng. Thông báo từ Công an Hà Nội cho biết, vụ cháy chung cư mini xảy ra vào đêm ngày 12 và rạng sáng ngày 13 tháng 9, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số người thiệt mạng lên đến 56 người. Ngay trong tối 13 tháng 9, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Ông Minh là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy tại số nhà 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Chủ của căn chung cư mini này bị điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự. Sau vụ cháy, Bộ Công an cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan đến vụ cháy chung cư mini, xử lý nghiêm vi phạm nếu có, theo quy định của pháp luật. Trưa ngày 20 tháng 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Krông Park dập tắt được đám cháy xảy ra tại quán karaoke Bia Lâm Hiền 2. Theo đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, quán karaoke Bia Lâm Hiền 2 ở số 35 đường Mạc Đỉnh Chi, thị trấn Phước An, huyện Krông Park bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bao trùm khu vực lối đi chính của quán, cột khói bốc cao hàng chục mét. Phát hiện cháy lớn, những người trong quán đã hô hoán nhau bỏ chạy ra bên ngoài và điện báo cơ quan chức năng. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Krông Park đã khẩn trương huy động 6 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương chữa cháy. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan. Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, quán không hoạt động, các nhân viên của quán đã chạy thoát nên vụ cháy không gây thiệt hại về người. Được biết quán này có 2 tầng, tầng dưới là các phòng hát karaoke, tầng trên phục vụ bia và cà phê. Công an tỉnh Cà Mau đang xác minh làm rõ vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn tại bến xe khách tỉnh Cà Mau và điều tra về vụ một nghi phạm nổ súng tự chế bắn chết người tại huyện Nam Căn.
Sáng ngày 20 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn ở bến xe khách liên tỉnh Cà Mau. Công an đang xác minh và điều tra sự việc. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 18 tháng 9, một người đàn ông và một phụ nữ cùng ngụ tại phường 6, thành phố Cà Mau cãi nhau trong bến xe. Sau một lúc cãi, xuất hiện những người đàn ông khác đến bên vực cho hai bên. Hai trong số những người đến bên vực xảy ra đánh nhau. Sau đó, có 3 tiếng súng nổ lớn tại hiện trường. Tất cả các bên cũng nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Công an đã mời một số người liên quan để làm rõ. Ngày 20 tháng 9, Công an huyện Trần Văn Thời cho biết đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Lê Thị Kiểu, 43 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời vì hành vi hành hạ người khác. Qua làm việc với cơ quan công an, bước đầu Kiểu khai nhận 5 lần hành hạ cháu Bê, 16 tuổi, trong đó có những lần dùng roi tre đánh và bắt về ăn ớt, ăn cá sống, ăn thằn lằn sống. Trước đó, bà Tê, ngoại của cháu Bê, nợ người khác hơn 40 triệu đồng và bà Kiểu có đứng ra nhận nợ thay cho bà Tê. Kiểu nói với bà Tê cho cháu Bê đến làm thuê cho Kiểu để trừ nợ. Trong quá trình ở làm thuê, cháu Bê đã không làm đúng ý của Kiểu nên bị Kiểu dùng tay, roi trúc, phá múc thức ăn, đánh nhiều lần vào người Bê. Sợ tiếp tục bị đánh nên Vê trốn đi và định tìm đường về nhà mẹ ruột tại tỉnh Hậu Giang. Trên đường bỏ trốn, Vê gặp người hàng xóm của bà Kiểu. Thấy Vê có nhiều vết thương trên người nên người này đã đến công an thị trấn Sông Đốc trình báo vụ việc. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trần Văn Thời đang chờ kết quả giám định thương tích của cháu Vê và sẽ có hướng xử lý tiếp theo. Ngày 20 tháng 9, thông tin từ đội cảnh sát giao thông huyện Cần Giuộc, Long An cho biết đã lập biên bản xử phạt 36 học sinh vi phạm luật giao thông về hành vi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định. Đây là các trường hợp học sinh của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc. Ngoài việc xử phạt và tạm giữ phương tiện 36 trường hợp trên, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã lập thêm 36 biên bản xử phạt hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện theo quy định của luật giao thông đường bộ. Sau khi xảy ra trường hợp vi phạm số đông trước một trường trung học phổ thông trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc cũng đã làm việc nhắc nhở ban giám hiệu các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện này phải thực hiện nghiêm nội dung ký kết, phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động giáo viên phụ huynh và học sinh đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội. Theo Công an huyện Cần Giuộc, việc kiểm tra xử phạt trên nằm trong chương trình ra quân ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ điều kiện nhưng điều khiển xe mô tô phân khối lớn, dung tích trên 50cm khối đến trường. Chuyển sang phần tin thế giới, ngày 20 tháng 9, theo The Independent, đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc là ông Gilad Erdan đã bị nhân viên an ninh của Liên Hợp Quốc áp giải ra khỏi phòng họp sau khi vị quan chức này giơ một tấm biểu ngữ phản đối trong bài phát biểu của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Mặc dù có thông tin cho rằng ông Erdan đã bị giam giữ, nhưng Liên Hợp Quốc đã nói với tờ The Independent rằng quan chức Israel này chỉ đơn giản là nói chuyện với nhân viên an ninh. Trong bài phát biểu của Tổng thống Raisi, đại sứ Erdan đã giơ cao một tấm biển với dòng chữ "Phụ nữ Iran xứng đáng được tự do ngay bây giờ", kèm hình ảnh của Mahsa Amini, một phụ nữ Iran đã chết vào năm ngoái sau khi bị cảnh sát đạo đức bắt giữ. Sau đó trên mạng xã hội, ông Erdan tiếp tục chỉ trích nhà lãnh đạo Iran. Hành động của ông Erdan diễn ra ngay sau một năm ngày mất của Amini. Amini, 22 tuổi, chết trong khi bị cảnh sát giam giữ vào ngày 16 tháng 9, 3 ngày sau khi bị bắt vì cáo buộc không đội khăn trùm đầu, bắt buộc một cách đúng đắn. Các quan chức Iran tuyên bố cô đã bị đau tim trong phòng giam, trong khi các thành viên gia đình cho biết cô không có tiền sử bệnh tim và các nhân chứng chứng kiến việc cô bị giam giữ đã nhìn thấy cô bị đánh đập dã man. Cái chết của cô đã gây ra các cuộc biểu tình quần chúng trên diện rộng ở Iran, một điều hiếm hoi tập trung vào quyền phụ nữ ở nước này và sự bất mãn âm ỉ tiếp tục cho đến ngày nay, bao gồm cả các nữ sinh Iran, những người đã tiếp tục phớt lờ các quy tắc về khăn trùm đầu hijab. Một nữ du khách đã bị bò hất tung lên trời khi đang chụp ảnh với đàn bò ở khu bảo tồn thiên nhiên Canas, Tân Cương, Trung Quốc vào ngày 17 tháng 9. Cô Chiang, người bị bò hút trong video cho biết, cô gặp đàn bò nói trên khi đang tham quan và có nhờ bạn chụp lại khoảnh khắc này. Khi cô tiếp cận đàn bò, một con bò đặc biệt hung dữ nhìn cô chằm chằm. Tiếp đó con bò này đã dùng đầu hất cô bay lên. Cô Chiang hoảng loạn chạy về phía người bạn để được giúp đỡ. Cô Chiang cho biết cơ hội chụp ảnh bình thường với một đàn bò này đã trở thành nỗi ám ảnh với cô.
May mắn, cô Chiang chỉ bị đau nhẹ ở đùi và phần mông. Nhân viên khu bảo tồn thiên nhiên khuyến cáo du khách nên giữ khoảng cách an toàn với đàn bò khi đến tham quan. Họ đặc biệt cảnh báo du khách không nên tiếp cận đàn bò khi mặc váy vì vải tung bay dễ dàng khiêu khích những con vật này. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai 21 tháng 9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 31 cho đến 34 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, cao nhất là 31 đến 34 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối mưa rào và dông, ngày nắng. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, cao nhất là 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Một cảnh báo đáng chú ý khác đó là trong 2 ngày tới, chỉ số tia cực tím UV cực đại ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, nhất là các tỉnh thành khu vực miền Trung và miền Nam, đều ở mức có nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực. Quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, hệ thống Fanpage và YouTube báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.